chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube Từ chữ lành và khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe trong video ngày hôm nay thì khải sẽ giới thiệu sẽ chia sẻ với quý vị về một cái huyệt vị à, đây là huyệt vị của thủ dương minh đại trường kinh và nó sẽ có rất là nhiều công dụng à, khải sẽ chia sẻ sơ qua à, là nó sẽ có những công dụng như là có thể cải thiện được tình trạng đau nhức và tê bì cánh tay đấy thứ hai là nó cũng có thể cải thiện à, nếu như mà quý vị à, trước đây mà không may mắn à, đã bị tai biến mạch máu não á và để là di chứng là bị bại liệt nửa người á, thì các huyệt vị này nó cũng có thể cải thiện được và cuối cùng cũng là hiệu quả nhất là trong các trường hợp bị xương viêm đau cái khớp vai đấy xương viêm đau khớp vai thì à, quý vị tác động vào huyệt vị này á, là nó sẽ cải thiện được rất là hiệu quả Vậy thì huyệt vị này nó có tên là gì và cũng như là cái cách chúng ta tác động như thế nào thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn trong cái phần sau của video. Bây giờ thì rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Và bây giờ sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính. Và các huyệt vị mà Khải muốn chia sẻ với quý vị nó có tên là huyệt vị thủ tam lý À, Khải cũng có để cái tên huy vị nằm phía dưới màn hình. À, nếu mà quý vị nào không nghe rõ thì chúng ta có thể là đọc hoặc là nếu cần thiết chúng ta có thể là ghi chép lại. Khi nào mà chúng ta à, quên chúng ta lật lại chúng ta xem cho nhanh. Đây là huy vị của Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. À, thì cái vị trí của nó thì nó sẽ nằm à, trên cái cánh tay và gần khỉu tay. Đây quý vị. Đây. Đây chính là huy vị Thủ Tâm Lý. Thì cách xác định đó, thì quý vị sẽ xác định như sau. Thứ nhất là quý vị sẽ xác định huyệt vị khúc trì trước. Thì khúc trì cũng là huyệt vị của đại trường kinh và nó sẽ nằm ngay trên cái đầu, cái ngấn khỉu tay. Khi mà chúng ta co lại như thế này thì sẽ hình thành ra một cái vệt, cái nếp nha, nếp, à, ngay đây, đấy, cái nếp nhăn này. Thì đầu cái nếp nhăn này chính là cái vị trí huyệt vị khúc trì. Thì sau khi đã xác định được huyệt vị khúc trì, chúng ta dịch chuyển ra cái phía cổ tay, khoảng là bề ngang của ba ngón tay. Đây, ta đặt bề ngang ba ngón tay này, thì cái vị trí nằm ngay chỗ này chính là vị trí huyệt vị thủ tâm lý, tức là thủ tâm lý nó sẽ nằm ngồi huyệt vị khúc trì khoảng là hai thốn, khoảng cách hai thốn tức là ba ngón tay của chính chúng ta. Đấy, ta đặt ba ngón tay vào, thì đây chính là huyệt vị thủ tâm lý. Và quý vị sẽ xác định huyệt vị thủ tâm lý tương tự như vậy trên cái cánh của tay phải và cũng giống như là trong cái phần đầu tiên khải cũng có nhắc sơ qua thì đây là quyệt vị của thủ dương minh đại trường kinh và nó sẽ có rất là nhiều công dụng khác nhau và rất là phù hợp cho những quý vị nào mà có cái tình trạng là đau nhức và tê bì cánh tay đau nhức tê bì cánh tay và những quý vị mà không may mắn mà trước đây chúng ta đã bị tai biến mạch máu não và bây giờ để lại di chứng là liệt nửa người đấy thì chúng ta cũng có thể tác động để cải thiện được này và những quý vị nào mà bị tiêu cơ hoặc là chạm chậm tri giác đấy và đặc biệt hiệu quả nhất là trong cái trường hợp mà bị sưng viêm đau khớp vai thì à, tí nữa khải sẽ nói rõ hơn về cái tình trạng sưng viêm đau khớp vai tác động khuyệt vị thủ tâm lý cũng như là tác động thêm những khuyệt vị khác để hỗ trợ và như vậy là chúng ta đã xác định được cái vị trí của nó và khải tin rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng à, đều cũng có thể là tìm được cái vị trí này đấy bây giờ là chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo là chúng ta sẽ tác động vào huyệt vị thủ tâm lý này. À, thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ dùng chính cái ngón tay cái này. Sau khi mà đã xác định được vị trí, chúng ta dùng cái lực của ngón tay cái chúng ta ấn vào như thế này. Đây, đấy, ấn vào. Chúng ta ấn vào, à, ấn một cái lực mà quý vị cảm thấy ngay cái vị trí huyệt vị thủ tâm lý đó nó hơi tê, hơi nhức, hơi mỏi, là chúng ta dừng ở mức lực như vậy. Đấy, cái hiện tượng tê nhất mọi đó chính là hiện tượng đắc khí. Thì quý vị phải tác động lực để chúng ta cảm nhận được hiện tượng này, thì mới mang lại hiệu quả cao. Chúng ta không tác động nhẹ quá, cũng như là không làm mạnh quá sẽ làm tổn thương cái vùng cơ. Thì quý vị sẽ dùng ngón tay cái chúng ta ấn vào ngay hiệu vị thổ tâm lý. Đấy, à, chúng ta có thể là giữ như vậy trong khoảng từ 5 đến 10 giây, và làm lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Hoặc là chúng ta ấn, và chúng ta sẽ kết hợp một cái động tác gọi là dây huyệt thì chúng ta sẽ dùng cái đầu ngón tay cái này chúng ta di chuyển xung quanh cái vị trí của vị thủ thông lý thế này Đã. quý vị có thể là bôi thêm một cái tí dầu nóng dầu cao dầu nóng vào và chúng ta dây như vậy để tăng thêm cái hiệu quả và chúng ta làm trên tay trái xong chúng ta sẽ làm tương tự như vậy trên tay phải Đấy, một ngày chúng ta làm khoảng từ 2 đến 3 lần Đấy, thì cái tình trạng mà đau nhức mọi cánh tay tê bị cánh tay này và cái tình trạng như là bị sưng viên ở các vai hay là cũng sẽ cải thiện được rất là nhiều trong những cái trường hợp mà à, quý vị à, à, không may mắn mà để là cái di chứng mà liệt nửa người đấy. Ngoài cách là dùng tay, thì quý vị có thể là sử dụng những dụng cụ thay thế hỗ trợ, ví dụ như là những dụng cụ có sẵn ở nhà như là cái đũa inox, à, cái viết bi hoặc là cái gọng kính, cái chìa khóa hoặc là bất kỳ cái vật dụng gì nhưng mà cái đầu của nó phải trơn nhẵn thì chúng ta có thể dùng chúng ta dây ấn và nếu có điều kiện quý vị có thể sử dụng những loại dụng cụ chuyên dùng như thế này đây là cái dây huyệt dây huyệt thế thì uh, chúng ta sẽ cầm giống như là cầm viết vậy đó và chúng ta dùng cái đầu này chúng ta ấn ngay trên vị trí quý vị thủ tâm lý đây đây và chúng ta dây đây, chúng ta dây như thế này cái lực thì cũng sẽ là chúng ta ấn một cái lực để cảm nhận được hiện tượng đắc khí và chúng ta dây như vậy đấy thì à, uh, nếu một quý vị có điều kiện chúng ta có thể sử dụng cái dụng cụ này cái dụng cụ này là khải tự làm nha quý vị à, ở trên này có tên khải tự chữ lành thân được làm bằng sừng nha bằng sừng và đặc biệt cái đầu này được làm bằng bạc bằng kim loại bạc thì à, tại sao làm làm bằng bạc thì à, tại vì cũng có thể là chúng ta làm bằng nhựa hoặc là bằng inox cũng được nhưng mà tại sao khải làm bằng bạc thì khải xin chia sẻ thêm như thế này thì bạc ấy, đây là một cái kim loại rất là thân thiện với cơ thể và từ xưa đã được ông bà chúng ta đưa vào để chăm sóc sức khỏe thông qua câu chuyện như là quả trứng đồng bạc chắc là quý vị ở đây đã từng nghe và ít nhất một lần được sử dụng, được áp dụng cái cách này để chăm sóc sức khỏe à, qua những cái lần mà chúng ta bị cảm, bị sốt cao đấy thì à, à, sử dụng cái quả trứng đồng bạc để mà chúng ta hút gió và vì vậy à, Khải sẽ làm cây dây huyệt bạc này à, cái đầu nó bằng bạc để khi mà chúng ta dây ấn trên huyệt vị thứ nhất là nó sẽ giúp đã thông huyệt vị và thứ ba, thứ hai khi mà chúng ta dây ấn trên da nó cũng sẽ giúp là trục được cái phong hàn tà khí khi mà chúng ta bị nhiễm để để giúp là phòng bệnh cũng như là hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh. Đấy, những quý vị nào mà bị nhiễm phong hàn tà khí khi mà chúng ta dây trên da thì ngay khu vực dây đó sẽ xuất hiện một cái vệt màu đen, đây vệt màu đen. thì chúng ta chỉ cần lấy giấy, à, chúng ta khăn, chúng ta lau sạch đi mà chúng ta cứ kiên trì chúng ta làm mỗi ngày. đây à, dần dần thì cái vệt màu đen này nó sẽ mờ dần, mờ dần. Và trong cái việc mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày đấy thì cái việc bị nhiễm phong hành tài khí là rất là bình thường thì chúng ta cứ à, khi mà chúng ta dây mà nó không còn màu đen nữa thì có thể là một vài ngày sau một tuần sau chúng ta làm lại thì thì à, để giúp là phòng bệnh thì tại vì dù sao phòng bệnh nó vẫn hơn là chữa bệnh tại vì à, trong sách hoàng đế nội kinh nó có viết rằng là phong từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể là cái gốc của trăm bệnh thì ban đầu cái phong hành tài khí nó xâm nhập vào nó chỉ ở bên ngoài cơ thể và lúc này à, chúng ta sẽ cảm nhận được rất là rõ ví dụ như là bị đau nhức gân xương nhưng mà để nó xâm nhập vào so bên trong bên trong tạng phủ thì rất là nguy hiểm lúc này à, bệnh lý rất là nhiều nó sẽ xảy ra và là khó, khó rất là khó điều trị và chúng ta có thể là dùng cây dây huyệt bạc này dây ấn trên tất cả huyệt vị trên cơ thể và nếu mà chúng ta muốn trục phong hành tà khí thì chúng ta có thể là dây trên cái vùng như là lòng bàn chân này hoặc là cái vùng cổ vai gáy này, vùng lưng này và rất là nhiều quý vị dùng dây ấn trực tiếp trên cái da mặt và vẫn xuất hiện cái 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 phong hành tà khí vẫn trục được bằng chứng là nó sẽ đen rất là đậm trên cái vùng da mặt. Này thì nếu, nếu mà quý vị muốn có một cái cây dây huyệt vừa dây ấn huyệt được và vừa trục được phong hành tà khí thì có thể sử dụng cái loại này. Đấy. Và ngoài cái cách là dùng tay để dây ấn hoặc là dùng dụng cụ để thay thế thì quý vị có thể là dùng cái nha ngải cứu để chúng ta hơi nóng đã thông việc vị. À, quý vị có thể tìm mua nha ngải cứu ở bất kỳ nơi đâu hoặc là có thể liên lạc với Khải để Khải cung cấp. Một gói như thế này sẽ có 10 điếu nha quý vị. này sau khi mua về chúng ta lấy ra cái điếu như thế này. Và chúng ta có thể rút cái tam tre định hình này ra và chúng ta thắp đỏ lên bằng cái bếp ga hoặc là bằng cái bật lửa khò và chúng ta hơi nóng vào quý vị thủ tâm lý. Đấy, nếu mà quý vị bị đau nhất xương viêm cái khớp khuỷu tay này hoặc là khớp cổ tay gối này hoặc là đau có vùng cổ vây gáy thì chúng ta dùng ngày cứu chúng ta hơi nóng giảm đau rất là nhanh giảm đau rất là nhanh rất là hiệu quả à, đối với những cái trường hợp đau nhức xương khớp đau lưng à, đau những cái đốt sống ở phía vùng lưng dưới thì chúng ta dùng nha ngày cứu chúng ta hơi nóng trực tiếp vào rất là hiệu quả cách hơi thì quý vị chỉ cần hơi gần vào đây cảm thấy nóng quá là chúng ta nhấc cao ra và chúng ta lại hơi lại làm liên tục như vậy trong khoảng từ 3 đến 5 phút này hoặc là lâu hơn tùy vào cái mức độ đau hoặc là tùy vào cái cái thể trạng của cái 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 người mà đang à, mắc bệnh ví dụ như là thể trạng mà hàng lạnh ốm yếu thì chúng ta hơi lâu hơn khoảng từ 5 đến 10 phút trong cái trường hợp mà chúng ta hơi những cái nơi mà khó như là cái vùng cổ vai gáy hoặc là cái vùng lưng dưới thì quý vị có thể là dùng cái ống hơ này để chúng ta hỗ trợ bằng cách là chúng ta à, sau khi rút cái tâm, tâm trái định hình quý vị thay thế bằng cây sắt này chúng ta cắm vào Đấy, và chúng ta thắp đỏ lên như bình thường vậy đó xong rồi chúng ta cho vào cái ống hơi này, chúng ta cắm vào, Đấy, cắm vào đến nửa lỗ nhựa này là được nha quý vị. Lúc này là chúng ta cứ đưa vào chúng ta hơi, đây, đưa vào chúng ta hơi nóng. Khi cảm thấy nóng là chúng ta nhấc cao ra. thì nó tiện ở chỗ là nó sẽ không làm bỏng da. Đấy, quý vị khi mà cầm tay không rất là dễ chạm vào da gây bỏng, thì cái này nó sẽ không bao giờ bỏng. hơn nữa là chúng ta sẽ đưa ra những cái vùng khó như là cổ vai gái này chúng ta tự chúng ta làm, không cần phải nhờ đến ai cả. Để đưa ra hơi nóng hoặc là đau lưng chúng ta đưa xuống chúng ta hơi hoặc là đau khớp gối chúng ta đưa, đưa xuống chúng ta hơi nóng đấy có phải lưu ý là chúng ta hơi khớp gối là chúng ta hơi phía trước khớp gối không có hơi phía sau tại vì phía sau có một huyệt vị là huyệt vị ủy trung á là chúng ta tuyệt đối là không có dùng ngải cứu để hơi vào huyệt vị này quay trở lại với cái nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay thì đó chính là cái vị trí huyệt vị thủ tâm lý cũng như là những cái cách để chúng ta tác động vào đây À, như khải có chia sẻ huyệt vị này hiệu quả nhất là trong các trường hợp mà điều trị cái tình trạng sưng viêm đau khớp vai ấy, à, do cái độ cảm ứng rất là mạnh cho nên nó có thể cải thiện rất là hiệu quả tình trạng sưng viêm đau khớp vai Đấy, thực tế là khải biết rằng có rất là nhiều quý vị gặp phải tình trạng này cho nên là cái à, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nó sẽ à, khó khăn hơn cái việc mà chúng ta cầm nắm hoặc là ngay cả cho cái việc chúng ta tắm rửa mặc áo quần cũng sẽ trở nên rất là khó hoặc là chúng ta À, không thể đưa tay ra phía sau lưng à, hoặc là không thể đưa tay lên trên cao được rất là đau khó chịu thì à, quý vị có thể là tác động vào cái vị thủ tâm lý này nó cải thiện được nha tác động nó cải thiện được ngoài ra chúng ta à, dùng tay chúng ta khám chúng ta khám trên cái 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 khớp vai của chúng ta chúng ta tìm cái điểm mà nó đau nhiều nhất và chúng ta dùng nhanh ngày cứu chúng ta hơ vào bị giảm đau thứ hai là sau khi đã tìm được cái điểm này trên cái vùng vai bị đau ví dụ như là chúng ta tìm cái điểm đau trên cái vai trái thì chúng ta có thể là à, tác động cái điểm tương tự như vậy trên cái vai phải, nha quý vị. Tại vì thông thông thường là quý vị à, tìm cái điểm đau và chúng ta dây ấn vào đó thì không nên như vậy, nó sẽ rất là khó chịu rất là đau nhức và cũng không nên như vậy. thì chúng ta bằng cách là chúng ta dây cái điểm đối diện ở trên cái vai à, bên kia. Đấy chúng ta bị đau nhất cái ví dụ như là chúng ta đau cái khớp vai trái ngay vị trí này chúng ta sẽ dây cái điểm tương tự như vậy ở trên cái vai vai phải thì thông qua cái thuyết gọi là nhất nguyên luận đấy trái phải như một trên dưới như một trước sau như một thì nó sẽ cải thiện được nha quý vị còn nếu mà chúng ta cứ bị đau cái vùng khớp vai thì chúng ta cứ đơn giản nhất là chúng ta dùng cái nhà ngày cứu này chúng ta hơi trực tiếp trên cái chỗ đau nhất thì nó sẽ giảm đau rất là nhanh giúp cho quý vị cảm thấy nó thoải mái Đấy, và dần dần là nó sẽ cải thiện và phục hồi thì giúp chúng ta quay lại cuộc sống bình thường nhanh nhất có thể và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cái vị trí cũng như là những cái cách chúng ta đã tác động được trên huyệt vị thủ tâm lý là một huyệt vị của thủ dương minh đại trường kinh với rất là nhiều công dụng khác nhau bây giờ khải xin tóm tắt lại một lần nữa thứ nhất là nó có thể cải thiện được tình trạng đau nhức và tê bị cánh tay thứ hai là có thể hỗ trợ và cải thiện cho những cái trường hợp những quý vị mà không may mắn trước đây đã gặp phải tình trạng là tai biến mạch máu não và bây giờ để lại di chứng là bị bại liệt nửa người thì như vậy có thể là tác động vào thủ tâm lý để có thể cải thiện được một phần nào đó và cuối cùng là quý vị này rất là hiệu quả trong những cái trường hợp là bị sưng viêm đau khớp vai quý vị tác động vào sẽ cải thiện hy vọng rằng những thông tin khả chia sẻ sẽ, sẽ giúp ích rất là nhiều cho quý vị trong cái việc là chủ động trong sức ở tại nhà tự nhiên đây cũng là một trong những tất cả những phương pháp khác nhau mà quý vị có thể tham khảo và thực tập thêm để giúp cho quá trình chữa lành bệnh nó diễn ra được nhanh hơn và chủ yếu và quan trọng nhất là, là khi mà quý vị cảm nhận được bất kỳ những cái dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể thì cái việc làm mà quan trọng nhất là chúng ta cũng phải là à, à, sắp xếp thời gian đến bệnh viện uy tín được à, à, bác sĩ thăm khám được tiếp dù sao thì à, cái việc làm như vậy nó sẽ à, giúp cho quý vị có thể là phát hiện được nhanh cái nguyên nhân và từ đó có cái phương án điều trị nó phù hợp và hiệu quả nhất. Và nếu như mà quý vị có những thắc mắc gì ấy, thì có thể là để lại phía dưới phần bình luận của video Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp. Ngoài ra nếu có nhu cầu sử dụng những dụng cụ Khải có nhắc tới trong chương trình như là cây dây huyệt bằng bạc nè, rất là giá trị hoặc là quý vị có thể là sử dụng cây lăn cầu cây đôi này nè. Nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau nhức tê bị cánh tay ấy, thì chúng ta lăn rất là rất là thoải mái nha. Hoặc là đau lưng, đau cổ hay cái chúng ta lăn rất là thoải mái. À, chắc chắn là chúng ta lăn chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thoải mái đấy hoặc là cái nhan ngại cứu này vì chúng ta hơi nóng và huyệt vị hơi nóng giảm đau rồi là cái ống hơi nhan ngại cứu này này rất là tiện có thể là gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính và ngoài giờ hành chính chúng ta có thể nhắn tin vào Zalo Viber hoặc là đặt hàng trực tiếp thông qua website thì sẽ có nhân viên tư vấn và à, cố gắng là sắp xếp giao dụng cụ đến tận cho quý vị sớm nhất và quý vị yên tâm đây là dụng cụ chính hãng và sẽ được hỗ trợ bảo hành nếu như mà có lỗi của nhà sản xuất và bây giờ nếu như còn thời gian thì khải xin phép quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa để nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để bất kỳ khi nào mà khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí bây giờ thì xin chào dạ tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo